lôi kéo cử tri Cộng hòa, chiến lược táo bạo của bà Harris. Ngày 4 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris đã công bố chiến dịch thu hút sự ủng hộ của những cử tri Cộng hòa không ưa cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó có cả các cựu thống đốc, nghị sĩ và các quan chức dưới thời ông Trump. Theo CNBC, chiến dịch đã thu hút được hơn 25 thành viên, gồm nhiều cựu nghị sĩ và một số cái tên nổi bật trong đảng Cộng Hòa như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ray Lahut. Những cử tri Cộng hòa mà chiến dịch của bà Harris hướng đến bao gồm các chính trị gia đã công khai chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump như cựu Thống đốc bang Massachusetts Bill Weld, cựu hạ nghị sĩ Denver Rickerman và cựu thư ký báo chí chính quyền Trump Stephanie Grisham. Bà Harris muốn dựa vào những người có tiếng nói trong đảng Cộng hòa để chĩa mũi dùi vào cựu Tổng thống Trump, đặc biệt là nhóm cử tri từng ủng hộ bà Nikki Haley trong vòng bầu cử sơ bộ bà Harley đã dừng tranh cử hồi tháng 3 nhưng vẫn có hàng trăm nghìn cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho bà tại những cuộc bầu cử sơ bộ sau đó. Chiến dịch của bà Harris nhằm lôi kéo cử tri Cộng hòa diễn ra hai tuần sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ bà trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ. Theo một cuộc thăm dò vào cuối tháng 7, bà Harris hầu như đã xóa bỏ khoảng cách dẫn trước 6 điểm của ông Trump trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ. Kết quả của bầu cử vào tháng 11 tới có thể được quyết định chỉ với cách biệt nhỏ, sự cân bằng đó là lý do tại sao chiến dịch của Harris nhắm vào những cử tri cộng hòa chiều quyết định. Trước đó, hôm mùng 2 tháng 8, Đảng Dân chủ khởi động quy trình chính thức cho đại diện tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Phó tổng thống Kamala Harris đã chính thức giành được đề cử của Đảng Dân chủ để tranh cử tổng thống Mỹ đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Việc trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ đưa tên tuổi bà Kamala Harris đi vào lịch sử khi là người phụ nữ da màu đầu tiên được một đảng lớn đề cử chạy đua vào Nhà Trắng. Phát biểu trước báo giới, bà Harris cho biết: "Tôi vui mừng khi biết rằng chúng tôi đã có đủ đại biểu để đảm bảo được đề cử và sau đó trong tháng này, chúng ta sẽ tụ họp với sự đoàn kết tại Chicago, nơi chúng ta sẽ có cơ hội ăn mừng thời khắc lịch sử này cùng nhau." Về phía cựu tổng thống Donald Trump, ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với tổng thống Biden trong nhiều tháng, đồng thời xây dựng hàng loạt các kế hoạch tấn công nhằm đánh trúng điểm yếu của tổng thống đương nhiệm theo các chuyên gia việc thay đổi ứng viên tranh cử có thể khiến các kế hoạch của ứng viên đại diện đảng cộng hòa đổ bể